Ok cả nhà. Kiếm sĩ dơi phần 2. Cả nhà đã nghe phần 1 rồi, giờ tiếp tục phần 2. Hay lắm, kiếm pháp của cô nương thật là tinh tiến. Cô nương cứ khen tôi mãi mà không trả lời câu hỏi của tôi. Cô nương muốn hỏi. Tôi muốn biết tại sao cô nương cải trang nữ tỳ vào để dạy tôi kiếm pháp. Tại vì tôi có liên quan mật thiết với cô nương mà chưa tiện nói. Sợ gì tôi phải đến ở nơi đây luyện cho cô nương lung linh kiếm pháp là do lệnh của vị tiền bối võ lâm. Quả thật là chúng ta có sự liên quan thì nên xưng hô theo thứ bậc là hơn. Có thể nào sư tỷ cho biết áo danh của vị võ lâm tiền bối ấy được chăng? Vị tiền bối võ lâm dặn dò tôi kín miệng, sư muội cho nên tìm chịu làm chi mà hãy kiên tâm luyện gió đêm ngày bảo vệ chiếc kinh già được dục bản môn. Tôi giả mang bình tĩnh đem kiếm pháp trao vô, nhưng phong tượng tôi bình thường chẳng chi nan trinh tiết mới được bao toàn. Sự giả bệnh chỉ là tạm thời, tỷ tỷ ở lại đây che chở cho muội muội cũng là tạm thời. Điều cần yếu là muội muội cần phải tự tạo thành bản lĩnh để cứu đời mình, phục hồi danh dự bản môn. Muội cũng mong chống đến ngày sửa hận và tái ngộ tân xuyên. Tân xuyên, tiếc rằng tôi đã hiểu lầm khi rõ lại là hết rồi đời kim sĩ, chỉ tại tên Hà Đỗ phản trắc. Ơ kìa, có bóng người đến với cử chỉ khả nghi, ta mau ẩn thân đi xem người ấy là ai. Nực cười cho kẻ gì yêu mà đầu hàng nhượng phong, nhưng rồi Bảo Trân vẫn bị nhượng phong cướp. Hôm nay con tính đầu độc nhượng phong để giành lại Bảo Trân. Cầm lại. Có phải Hà Đô đang bỏ độc dược vào rượu đó không? Ta muốn biết mi là ai. Kìa, Tể Khương. Cảm ơn, cảm ơn Hà Đô không quên người bạn trăn trù ngày trước. Nhà anh ở dưới chân đồi, nhà em trên núi gần trời gần mây. Anh thường nói tóc làm vậy, hạ dìa lên núi để cài tóc em. Ồ, cánh diều kia đến bây giờ vẫn còn nằm yên trên mái tóc. Đây những lời thơ anh viết thắm vào tình xương hòa trong huyết quản cho đó môi son cho thơm và phấn đợi anh về. Chào một chiều thu đẹp anh ngày một tôi chẳng về. Anh nhìn lại cánh diều ngâm câu thơ cũ và chúng mình vào mộng bình yên. Nằm trong tay nhau trên đồi dưới tràn tâm gió đường, ngủ trong trăng sáng con suối hòa đàn theo tiếng chim ca. Nghe chim vang vặt nghe ta lên trời. Rất tiếc ngày nay ta đã làm thôi giáo chủ của võ lâm nhất thống giáo, nàng vẫn còn là kẻ trăng trù hai địa vị của chánh lệnh, nên ta không bằng lòng cho nàng giữ cánh diều kỷ niệm ấy. Cả đây ta xé bỏ. Hà Đô, Hà Đô ơi, nếu không còn gì giữ được anh bên cạnh em trong đoạn đời còn lại thì anh cũng đừng sẽ làm gì những kỷ niệm ngày xưa. Cánh diều của một ở yêu nhau
nhau, em cất dư tâm rời xa nữa bước. Để nhìn nó trong những ngày ngăn cách, mà nghe lòng thương nhớ người xa. Cánh diều từ bờ biển bay, đã mờ coi chú đã thấy yêu tiền, đã cùng ai tắt kết duyên, bây giờ tan nát để riêng tóc sầu. Ai ở đó mà khóc than dĩ dạng? Nhưng phòng sắp đến, ta đi đi. Hà Đô, Hà Đô. Chị Tây Khương, có chuyện gì đó, chị Tây Khương? Dạ thưa bà, Tề Khương đã đi rồi. Tôi là thầy thuốc, được Nhượng Phong giáo chủ sai đến đây trị bệnh cho bà. Mời ông hai ngồi. Tự nhiên dùng đôi chung mi đâu, bệnh của tôi chẳng cần lưu ý răm răm. Là tôi mạnh khỏe, chẳng tạ ơn bà tặng cho tôi chung rượu quý. Trời, hình như trong người tôi có biến chuyện lạ lùng. Ruột gan và choáng váng mặt mày bại hoại cả tứ chi. Như côn trùng rảnh rích nó bò khắp trong thân, như vạn triệu thu đang vui vào thể xác. Trời, trời ơi, tôi mắc bệnh cùi. Như vậy là mới vừa rồi bà cho tôi dùng rượu độc. Không, rượu đây là rượu quý Nhượng Phong dành khi hợp cần giao môi. Phải, rượu quý như sắc như hương như lời thủy chung của một người con gái. Có nếm mới cay, có đau mời thay mới biết mình ngu mình dại. Ai bảo mình tin rồi để hại cho mình. Bà ơi, tôi với bà chưa quen, chưa biết, chưa một lần nhìn. Quán thù chi mà bà đau đớn cho cuộc đời này vĩnh viễn nhuộm màu đen. Tôi đến đây nghe lòng từ thiện chữa bệnh cho bà. Nếu bà thấy rằng tôi không đủ khả năng thì bà truyền lệnh cho người đuổi tôi ra khỏi cửa. Bà hãy làm gì tâm thân già yếu, tôi mang bệnh tật bà vui chăng bà? Bà mang tiếng chỉ trong đôi phút nữa, rồi sẽ vui khi tôi giả từ lui gót quất vào sương rơi lá rụng đêm dài. Trong cảnh tối tăm tôi lặng lẽ đưa tay lặng dò theo vết tích hình để nhớ để thương về thở trước tàn tạ rồi sau khi càng chung đập dược của giai nhân. Và tôi đặt tên cho cảnh chim bao đêm nay là ác mộng.
vì chim bao ngày xưa có dần đánh bạc có cuộc thương nhau. Còn chim bao hôm nay giữa phòng qua chúc ngoài không gian của lành trắng sâu. Với cơn bệnh lên hoàn thành thể xác, với thảm thế dây khiên tâm hồn, tôi ra đi, đi để hỏi núi hỏi rừng, hỏi tôi có lỗi lầm chi mà bà ám hại. Chào bà. Tiên sinh, tiên sinh ơi, nếu tiên sinh nghĩ rằng tôi đầu độc thì tôi sẽ tổn hoa sâu trong mình. Không, bà không nên uống. Dù tôi ghét bà, dù tôi tàn tật, nhưng vẫn cầu mong cho bà trắng da dài tóc. Tôi thành phế nhân, tôi sầu bỏ một, bà thành phế nhân, tôi khổ đến trăm lần. Tại sao? Tại vì trời, trời ơi, bệnh của tôi đang đến hồi quỷ kịch. Tiên sinh, tiên sinh, trời tâm xuyên. Tôi từ khi phải bỏ võ công, tâm xuyên không còn nữa. Hôm nay được bà dẫn rượu độc tê hồn ma. Không, em bằng tâm anh bằng tâm hồn, chẳng hơn nghi nguyên cúi đầu cầu nguyện chiếm bao để đi đưa sang bên tao buồn. Hãy đưa anh về đây hội ngộ bằng được sơn khê hay mưa gió lạnh lùng, bằng gió đêm hè như hay bằng ảnh sao trời soi lại những dân thơ. Ngàn sau em biến thành trăng, anh thành sống đầy chỉ hằng tầm đêm. Ngàn sau em biến thành chim, chập cánh bay cao giữa trời. Trễ lắm rồi, ngày xưa tôi là hồng học đại bà, có thể đưa bà đi khắp biển Bắc trời Nam. Nhưng bây giờ tôi là gánh nặng, bà nếu tôi sẽ rơi vào đại vực tối tăm. Xuống vực sâu ta thì vực lên ngăn liều nhỏ, bằng tộc xanh lộp mây, bằng thịt xương làm cốt làm kèo. Cứ ngủ ở bên trong là hay quá tim nghèo, lấy rung rêu làm chăn làm chiều, lấy sỏi đá làm giường cho bụi tấn hùng. Đôi mắt mùi sạc lên như đôi hoa chúc, sầu giao môi là bồn dòng lệ thao hùng. Nhưng cưới là vòng tay của huynh tròn qua đất mùi, và mùi tặng huynh bằng những chiếc hôn nồng làm của hồi môn. Trời có bốn mùa, đợt có bốn phương, đôi ta chỉ có một mùa cương. Chia nhau hơi thở thay có máu, đến mấy ngàn năm mấy vạn năm. Tôi đang nghe độc dược hoành hành gia thịt thì làm sao nghe được những lời bà nói. Dù đó là sự chân thành tương hại nạn nhân, vậy xin bà đừng phí phạm những câu qua mì với một người mang tội yêu mến chị dâu hai xương túc. Không còn đất đứng trong chốn võ lâm, trời ơi hôm nay tôi mới biết là bà giả binh rồi cho người đồn thấu tai tôi. Để tôi đến thăm bà bằng cách cải trang thầy thuốc, cho bà thuận tiện tôi mà rửa hằng cho phù thân bà. Không, thì mùi đã biết gì ca vô tội phù thân của tiểu mùi,
Dạ, tôi vui không ngờ gì ca lại đến cái này. Làm sao ngờ được, trong khi có 100.000 thầy thuốc đến đây xin trị bệnh đều bị ta đuổi về hết, chỉ chờ có Tăng Xuyên mà thôi. Hả, đâu? Nhờ theo dõi tên đệ tử của Tăng Xuyên mà ta mới phát giác được sự mạo hiểm của thơ khờ dại thí tình này. Bây giờ bây giờ bằng gì ca quán thù chi đến thế? Đó là tính cầm mẳng của kẻ làm dường, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Vào chung đâu, tội Tăng Xuyên lại. Không, những cái mang râu vào dạy cố gắng đi ra cửa để mỗi thủ xếp cả tên này. Đừng đi đâu vô ích, đứng lại. Mỹ cũng không thể đi đâu. Buông tay ta mau. Không, vợ chung đâu, đừng cho hắn cái cà lót. Mà đóng cái chặt cửa lại. Tại sao lại đóng chặt cái cửa? Giáo chủ ơi. Thì ra Hà Đô đang giới trò bí ổi à? Phải, giáo chủ ơi, Hà Đô đòi đóng chặt cửa nào để vợ thôi dù phu vô học đó. Bây giờ tiếp vào trong, chừng nào giáo chủ trừng trị hắn xong thì mới gặp giáo chủ à. Không, thưa giáo chủ. Im, chính mắt ta thấy tai ta nghe, mi thần kiếm lời kiếm bách, biệt hồng của báo chẳng sao dám tự tiện vào đây. Tôi đến để bắt một tên đối đầu vô cùng lợi hại, vì gấp rút quá cho nên không kịp xin lệnh bề trên. Mi vừa nói rằng giáo chủ chiến đấu có thể tự thương, và mi đang bắt đầu thay thế để gì cao nghiêm. À, như vậy là Hà Đô đã có một âm mưu toan phản bội nè. Hãy tự trói tay đi, đừng mong chống cự lại kiếm Bạch Long. Gương của mi đã đứt vì kiếm Bạch Long, bây giờ đến lượt đầu mi. Người dơi. À, người dơi. Phải, ta đến đi trừng trị Nhượng Phong và cụ Tân Xuyên, Tân Cương và Hà Đô. Nhượng Phong,